Trung Quốc nở rộ dịch vụ thuê người yêu về quê ăn Tết. Tâm trạng chung của những thanh niên độc thân đang hướng về tuổi 30 khi Tết đến, có lẽ phần lớn sẽ là làm cách nào để trả lời câu hỏi của các bậc trưởng bối rằng có người yêu chưa, hay khi nào có chồng có vợ. Ở một đất nước thừa nam thiếu nữ như Trung Quốc thì vấn đề này lại càng nghiêm trọng hơn. Và dịch vụ thuê người yêu về quê ăn Tết cũng bắt đầu nở rộ ở quốc gia này. Cô gái trong video là Mu Mu. Cô cho biết mình là một nhân viên văn phòng. Mỗi khi Tết đến, cô thường đóng giả người yêu theo yêu cầu của khách hàng và sẽ làm xuyên lễ Tết vì đây là thời điểm nhu cầu cao nhất. Cô nói, Tết Nguyên Đán, lễ hội Thuyền Rồng và Quốc Khánh tôi đều kính lịch. Giá thuê người yêu những ngày đó là khoảng 2.500 nhân dân tệ. Còn bình thường, nếu phí thuê là 1.000 nhân dân tệ mỗi ngày, tôi có thể nhận được 200 nhân dân tệ tiền hoa hồng. Mumu tiết lộ thêm rằng, khách hàng của cô ở khắp nơi trên đất nước, độ tuổi trung bình khoảng 30 và thường phải đối mặt với áp lực kết hôn từ gia đình. Hầu hết khách hàng đều yêu cầu cô đi cùng họ đến gặp cha mẹ họ, một số yêu cầu cô chụp ảnh cưới, trong khi một số thậm chí tổ chức tiệc cưới, thuê cô đóng giả làm cô dâu và làm giấy chứng nhận kết hôn giả. Cô nói, tôi sẽ rời ngành này sau khi tìm được người yêu. Mặc dù đang rất rầm rộ, nhưng dịch vụ cho thuê người yêu này đã gây ra một số ý kiến trái chiều trên mạng xã hội Trung Quốc. Có người lo lắng, sao cô này gan dạ thế? Cô ấy không sợ rằng mình sẽ bị bắt cóc khi về vùng nông thôn sao? Một người khác chia sẻ thẳng thắn, trước đây tôi cũng muốn thuê bạn gái, nhưng bây giờ tôi đã từ bỏ và không muốn hành động vì gia đình mình nữa. Tôi đã trực tiếp nói với cha mẹ và những người thân khác rằng con không muốn kết hôn. Các chuyên gia cho rằng, việc thuê bạn bè, người yêu có khả năng thúc đẩy hành vi phạm pháp, thậm chí phạm tội với mối quan hệ đặc biệt. Dù hai bên đã ký hợp đồng cung cấp các dịch vụ thông thường như trò chuyện, đi ăn, mua sắm cùng nhau. Một số giảng viên tại Thượng Hải cho rằng, người trẻ nên đầu tư vào các mối quan hệ thực tế thay vì bỏ ra số tiền lớn thuê bạn đồng hành từ Internet. Những người trẻ nên đối mặt với cảm xúc của họ và trân trọng các mối quan hệ thực sự hơn. Các mối quan hệ trực tuyến có thể tiềm ẩn nhiều tác hại. Việc lừa tiền, lừa tình phát sinh từ các dịch vụ như thế này là hệ lụy không hiếm gặp.